Chuyển đổi số đang từng ngày thay đổi cuộc sống. Từ thành thị tới nông thôn, từ người già tới trẻ nhỏ đều được hưởng những tiện ích lớn lao của tiến trình này. Toàn dân, toàn xã hội đã coi chuyển đổi số như một tất yếu và đón nhận nó là một phần cuộc sống của mình bằng tư duy kiến tạo. Quan điểm xuyên suốt của chính phủ là lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực của chuyển đổi số. Chuyển đổi số phải để người dân, doanh nghiệp hưởng lợi từ dịch vụ công, tiện ích xã hội thuận tiện hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn và chính họ sẽ tạo ra nguồn lực cho sự phát triển. Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan thường trực Ủy ban đã xác định nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của chuyển đổi số năm 2022 là đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp lên môi trường số thông qua các nền tảng số Việt Nam một cách an toàn, hiệu quả. Để mọi người dân, mọi doanh nghiệp, dù ở đâu, thành thị hay nông thôn, dù miền núi hay hải đảo, đều có cơ hội được bước lên không gian số, được chuyển đổi số tương lai của mình. Điều kiện cần quan trọng nhất chính là việc xóa vùng lõm sóng di động, phổ cập Internet và các dịch vụ số. Hiện nay, chỉ còn 300 điểm lõm sóng tại các điểm chưa có điện, có dưới 50 hộ dân và sẽ được xử lý trong quý 1 năm 2023. Về cơ bản, toàn quốc đã được kết nối. Từ nhiều năm trước, Google, hãng công nghệ hàng đầu thế giới đã khẳng định, hãy hiểu rằng chuyển đổi số không phải là một dự án công nghệ để hoàn thành, mà phải xác định một trạng thái mới, linh hoạt, luôn sẵn sàng phát triển bất cứ điều gì người dùng muốn tiếp theo, và khi đó, bạn sẽ được chỉ dẫn đúng đường. Như thế có nghĩa, chuyển đổi số không phải mang đến lợi ích trước mắt, mà là phải kiến tạo những cách làm mới, những tư duy mới, những nền tảng mới, những con đường mới hiệu quả hơn. Từ đó, mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp sẽ chung tay và góp thêm hàng triệu nguồn lực mới cho tiến trình chung của cả dân tộc. Với tầm nhìn mới, năm 2022, nhiều nền tảng số mới xuất sắc Make in Việt Nam đã được giới thiệu, xây dựng và hoàn thiện để từng bước giải quyết các vấn đề của người dân, các nỗi đau của doanh nghiệp, mở ra con đường đơn giản, thuận tiện, bước vào kỷ nguyên số, trực tiếp đóng góp vào phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội. Hạ tầng điện toán đám mây là một bộ phận quan trọng của hạ tầng số, là cơ sở để triển khai các nền tảng số, là không gian hoạt động, lưu trữ dữ liệu của người dân, doanh nghiệp. Triển khai nền tảng điện toán đám mây có năng lực tính toán mạnh mẽ, bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế là điều kiện để nâng cao thực thi pháp luật về an toàn, an ninh mạng của Việt Nam, đồng thời đưa Việt Nam trở thành một trung tâm số của khu vực. Nền tảng Viettel Cloud có hạ tầng trung tâm dữ liệu lớn nhất Việt Nam với 13 data center trải rộng khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam. Nền tảng FPT Cloud tốc độ tăng trưởng 400% mỗi năm và luôn duy trì mức tăng trưởng cao, trở thành đối tác tin cậy của 2.400 doanh nghiệp đa dạng ngành nghề, lĩnh vực. Nền tảng CMC Cloud với data center duy nhất đạt 2 chứng chỉ Uptime Tier 3 cả về thiết kế và xây dựng. Năm 2022, CMC Cloud liên tiếp nhận được những giải thưởng quốc tế: Top 10 nhà cung cấp hạ tầng số hàng đầu châu Á Thái Bình Dương, nhà cung cấp dịch vụ đám mây xuất sắc do IBM bình chọn. Chính phủ số là chính phủ có toàn bộ hoạt động an toàn trên môi trường số, có mô hình hoạt động được thiết kế và vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ số, có khả năng cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, đưa ra quyết định kịp thời hơn, ban hành chính sách tốt hơn, sử dụng nguồn lực tối ưu hơn, kiến tạo phát triển, dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia, giải quyết hiệu quả những vấn đề lớn trong phát triển và quản lý kinh tế xã hội. Một trong những thay đổi căn bản nhất trong hoạt động của cơ quan nhà nước là thực hiện giám sát trực tuyến theo thời gian thực đối với các đối tượng quản lý. Năm 2022, hệ thống giám sát đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ chính phủ số EMC đã được triển khai tới 100% các bộ, ngành, địa phương. Mỗi ngày theo dõi hơn 1,5 triệu tương tác trên các cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, 1,5 triệu tương tác trên các cổng dịch vụ công trực tuyến, một cửa điện tử. EMC từng bước thay đổi căn bản tư duy và phương pháp quản lý nhà nước
mà một chính phủ số cần hướng tới. Đó là muốn quản lý được thì phải đo lường được. Đo lường giám sát phải thực hiện tự động bằng máy, dữ liệu thông tin tự động, tức thời. Khi đó, quyết định đưa ra sẽ nhanh chóng, chính xác, hiệu quả. Xăng dầu là dòng máu của nền kinh tế, là mặt hàng thiết yếu quan trọng với từng người dân, từng doanh nghiệp. Nhằm đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, khách quan trong điều hành, quản lý xăng dầu, Bộ Thông tin Truyền thông phối hợp với Bộ Công Thương xây dựng và triển khai thí điểm hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý và điều hành xăng dầu quốc gia. Giai đoạn 1 đã được chính thức đưa vào vận hành, khai thác từ tháng 5 năm 2022, kết nối trực tuyến với khoảng 1.000 doanh nghiệp, góp phần công khai, minh bạch, tạo niềm tin trong công tác quản lý điều hành của nhà nước đối với doanh nghiệp. Về chính quyền số, thay vì phải đi lại nhiều lần, xử lý nhiều thủ tục tại cơ quan chức năng, thì nay người dân Thừa Thiên Huế đã có thể sử dụng Huế S. Nền tảng là kênh thông tin chính thống từ chính quyền tới mỗi người dân. Mọi bức xúc, nhu cầu, ý kiến, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, doanh nghiệp đều được các sở, ban, ngành tiếp nhận và xử lý. Từ một ý tưởng về công cụ phản ánh, góp ý cho người dân, Huế S đến nay đã trở thành một siêu ứng dụng, phục vụ đồng thời cả 4 đối tượng chuyển đổi số, đó là người dân, doanh nghiệp, nhà nước và khách du lịch. Một vấn đề phổ biến hiện nay là sự xuất sắc của tổ chức phụ thuộc vào sự xuất sắc của cá nhân. Khi cá nhân rời đi, sự xuất sắc của tổ chức biến mất. Nền tảng giúp giải quyết vấn đề này. Tri thức của đội ngũ trở thành tri thức của tổ chức, chứ không phải là tri thức của cá nhân. Trước kia, tổ chức xuất sắc luôn phải có cá nhân xuất sắc. Thì nay, tổ chức xuất sắc có thể bao gồm cá nhân bình thường và nền tảng xuất sắc. Nền tảng làm việc chung là công cụ lưu giữ tri thức, năng lực của tổ chức. Tri thức của một tổ chức được tích lũy, lưu giữ trong nền tảng. Quy trình hoạt động của một tổ chức được cứng hóa trong nền tảng. Khi bất kỳ một cá nhân nào sử dụng nền tảng thì đều có thông tin kiến thức đã tích lũy, lưu trữ và phát triển của tổ chức để nâng cao năng lực trình độ và chuẩn hóa trong công việc một cách dễ dàng. Ba nền tảng số Base, OneOffice và Misa đã được tổng cộng hơn 100.000 khách hàng là các tổ chức, doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau sử dụng. Tự động hóa nhiều nghiệp vụ, gia tăng 47% năng suất lao động, tiết kiệm 25% chi phí, tiết giảm đầu tư cơ sở hạ tầng, nhân lực quản trị. Trung bình giúp doanh nghiệp có khả năng tăng 32% lợi nhuận. Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, dệt may là một trong những ngành mũi nhọn của Việt Nam, với đóng góp luôn duy trì từ 10 đến 15% GDP. Mặc dù vậy, khoảng 80% doanh nghiệp dệt may vẫn là doanh nghiệp nhỏ và vừa. 50% vẫn chỉ sử dụng công cụ Excel trong quản trị, chưa tạo ra được đột phá. Năm 2022, Retech, nền tảng quản trị sản xuất tinh gọn theo thời gian thực, được lựa chọn để giúp chuyển đổi số các doanh nghiệp lĩnh vực này, giúp tăng 32% năng suất, giảm 21% khối lượng công việc và giảm 12% chi phí không cần thiết. Nền tảng hiện đã triển khai thành công tại 60 xưởng máy lớn tại Việt Nam. Ngành giao thông vận tải đóng vai trò quan trọng giúp các quá trình sản xuất xã hội diễn ra liên tục, ổn định, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, liên kết kinh tế xã hội các địa phương và quốc tế, góp phần thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội và tăng cường sức mạnh quốc phòng. Trong lĩnh vực này, giai đoạn Covid-19, nhiều nền tảng chuyển đổi số ngành vận tải hành khách như An Vui, Vé Xe Rẻ đã ra mắt để giải bài toán cho doanh nghiệp và nhân dân. Năm 2022 lại có thêm một nền tảng mới ở quy mô lớn hơn, đó là nền tảng chuyển đổi số cảng biển Smartport VSL. Nền tảng VSL kết nối các thành phần hoạt động logistics cảng biển, hoạt động 24/24, tạo nên một trung tâm điều hành trung gian, xử lý các dịch vụ trực tuyến theo thời gian thực, giảm 90% chi phí nhân sự và thủ tục truyền thống, giảm 20% chi phí vận tải. Cơ quan quản lý nhanh chóng nắm bắt được thông tin biến động hàng hóa, mật độ giao thông tại các tuyến đường, đưa ra các phương án tối ưu về điều chỉnh giao thông. VSL đã triển khai thành công tại 18 cảng biển, kết nối 126 hãng tàu trên toàn thế giới, 280 đơn vị vận tải, khoảng 12.000 đầu kéo, dòng tiền thanh toán trực tuyến qua hệ thống đạt tổng cộng 2.300 tỷ đồng. Năm 2022, hệ sinh thái sản phẩm an toàn thông tin mạng trong nước tiếp tục được hoàn thiện với tỷ lệ làm chủ trên 95,5%, tỷ lệ doanh thu sản xuất với nhập khẩu đạt trên 50%. Một số sản phẩm chất lượng đã bắt đầu được thị trường trong nước và quốc tế ghi nhận. Trong đó có giải pháp Viettel Trust Intelligence
do công ty an ninh mạng Viettel phát triển đã đạt hai giải thưởng quốc tế lớn là Cyber Security Excellence Awards 2022 và IT World Awards 2022. Giải pháp VNPT IoT Guard cũng lần đầu tiên được nêu tên tại giải thưởng Cyber Security Global Excellence Awards. Trong lĩnh vực truyền thông, nhiều nền tảng thông tin số quốc gia cũng chính thức được giới thiệu trở thành kênh thông tin chính thống, uy tín, tin cậy của Đảng, Nhà nước, chính quyền tới nhân dân, là kênh phản ánh tâm tư, kỳ vọng của nhân dân. Nền tảng truyền hình số quốc gia VTV Go hiện đã có trên 27 triệu lượt cài đặt, trung bình 7 triệu người dùng mỗi ngày. Có thời điểm có đến 1,5 triệu đến 2 triệu lượt xem cùng lúc, giúp người Việt Nam và người sử dụng trên khắp thế giới có thể xem các kênh truyền hình của Đài Truyền hình Quốc gia Việt Nam một cách dễ dàng. Vion, kho nội dung số có bản quyền từ phim ảnh, bóng đá, show thực tế và truyền hình trực tiếp với gần 200 kênh truyền hình đặc sắc trong và ngoài nước, lên đến 100.000 giờ giải trí. Vion hiện có hơn 35 triệu lượt tải cùng 3,9 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng. Nền tảng nằm trong nhóm ứng dụng phổ biến nhất trên các Smart TV. Truyền thanh thông minh thế hệ mới của Tổng công ty Mobifone là giải pháp truyền thông thông tin giữa chính quyền và người dân các địa phương, cung cấp thông tin hữu ích về lợi ích, chính sách và các tình huống khẩn cấp thay thế cho loa phường truyền thống. Nền tảng ứng dụng nhiều công nghệ mới giúp sắp xếp lịch phát sóng tự động, khoa học, phát thanh viên trí tuệ nhân tạo giúp tối ưu nguồn lực, tiết kiệm 50% chi phí nhân công, vận hành, giảm 30% chi phí đầu tư ban đầu so với hệ thống cũ. Phát triển các nền tảng tri thức số, trong đó có sách số là một trong những chiến lược nâng cao nhận thức, phổ cập tri thức, thúc đẩy văn hóa số và nhân rộng các mô hình hiệu quả. Trong năm 2022, sách số, sách điện tử, chuyển đổi số ngành xuất bản cũng có những thành tựu rõ nét. Voi FM là một trong những ứng dụng sách nói và podcast được ưa chuộng nhất tại Việt Nam với khoảng 2.000 tựa sách độc quyền trên hệ thống. Hiện Voi FM có 2 triệu tài khoản và 600.000 người nghe hàng tháng. 15 triệu bản sách nói đã được phát hành, doanh thu qua 3 năm tăng 20 lần, đạt 23 tỷ năm 2022. Năm 2022 chuẩn bị khép lại, lại một năm mới sắp gõ cửa mọi nhà, mọi người. Nhiều thứ sẽ qua đi, nhưng còn đọng lại chính là các nền tảng số Make in Việt Nam xuất sắc, giải quyết những vấn đề của Việt Nam, được người dân Việt Nam yêu thích, sử dụng hàng ngày. Năm 2023 được xác định là năm dữ liệu số quốc gia Việt Nam. Cơ quan, tổ chức, người dân sử dụng các nền tảng số sẽ sinh ra dữ liệu số. Quốc gia Việt Nam làm chủ dữ liệu, có năng lực xử lý, khai thác dữ liệu, tạo ra giá trị mới. Sứ mệnh là lớn lao, con đường phía trước là rất dài. Chúng ta lại hướng khởi hướng tới một năm 2023, không ngừng bứt phá vươn lên, thực hiện chuyển đổi số toàn dân và toàn diện, đánh thức sức mạnh nội sinh, đánh thức khát vọng dân tộc, để mọi người dân Việt Nam cùng hướng về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.